chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi trang truyền hình thành phố Bắc Cạn tháng 12 năm 2021 phát trên sóng truyền hình của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Bắc Cạn. Trang truyền hình kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả phóng sự. Tấm gương về chị Nguyễn Thị Mai làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp và hợp tác xã, văn quyến với mô hình sản xuất hạt cường từ gỗ. Trước hết là phần tin. quý vị trong tổng số 9 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Mỗi Xã Phường Một Sản Phẩm năm 2021. Qua đánh giá phân loại, thành phố Bắc Cạn có 7 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao và 2 sản phẩm đủ khả năng nâng hạng lên 5 sao. Năm nay, thành phố có thêm 7 sản phẩm mới gồm 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty cổ phần Cucumin Bắc Hà, viết mắc mật ong nanocucumin. Vicumac Limit Nano Cucumin, Vicumac Nano Cucumin, hai sản phẩm của nhà hàng Tám Cương, Lạp Sườn và Thịt Trèo Các Bếp, hai sản phẩm của Hợp tác xã Tân Dân, Rượu Chuối Men Lá Mạnh Mình, Dấm Chuối Mạnh Mình. Qua thẩm định đánh giá, các sản phẩm mới tham gia đăng ký ô cốp năm 2021 đều đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đối với hai sản phẩm là viên tinh nghệ mật ong, tinh nghệ bắc cạn của công ty cổ phần nông sản bắc cạn đã đạt 3 sao từ năm 2018, hiện có khả năng nâng hạng lên 5 sao. Thực hiện kế hoạch khám chữa bệnh năm 2021, Hội chữ thập đỏ thành phố Bắc Cạn phối hợp với Hội đồng y, Chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, các hộ nghèo, gia đình chính sách ở tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng. Hơn 100 người dân là người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách của tổ Khuổi Pái đã được các y bác sĩ Trung tâm Y tế, Hội đồng y thành phố Bắc Cạn khám sức khỏe tổng thể gồm đo huyết áp, tim mạch, xoa bóp, bấm huyệt, kết hợp tư vấn hướng dẫn cho người dân về chế độ sinh hoạt ăn uống, tập luyện để giữ gìn sức khỏe, cấp phát miễn phí khẩu trang dùng dịch sát khuẩn, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, đoàn y bác sĩ trao tặng 12 suất quà trị giá hơn 3 triệu đồng cho các hộ nghèo gia đình chính sách trong tổ. Đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa nhân văn thiết thực, thể hiện việc chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chia sẻ với những người còn khó khăn trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua trên địa bàn phường Sông Cầu xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó chị Nguyễn Thị Mai được biết đến là tấm gương sáng cho những hội viên nông dân khác học tập noi theo. Bằng sự sáng tạo nhạy bén, chị đã phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Xuất thân từ gia đình thuần nông, quanh năm bám vào ruộng vườn, những năm đầu mới lập gia đình, cuộc sống chị gặp rất nhiều khó khăn chăn trở băn khoăn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế để cải thiện đời sống. Năm 2014, chị Mai, tổ 17 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để mua lại 20 ha vườn đồi trồng cây có múi thuộc địa phận xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn để phát triển kinh tế. Phần lớn những cây cam quýt đã trồng từ 6 đến 10 năm tuổi, hiện trong giai đoạn khai thác sản lượng quả tốt nhất nên chị Mai tập trung duy trì chăm sóc cây. Sau 2 năm cải tạo vườn, chị Mai đầu tư vào trồng 12 ha cây cam quýt và trồng đan xen thêm 10 hecta cây keo, quế, vừa tích cực áp dụng kỹ thuật mới trong canh tác để cây phát triển tốt. Chị Mai đầu tư trên 100 triệu đồng, thuê nhân công, làm đường, thuận lợi trong vận chuyển, phân bón, chăm sóc, thu hoạch quả. Cái mô hình chăn rồng rừng và chăn nuôi thì thứ nhất là sẽ được tham gia qua các lớp tập huấn của địa phương. Thứ hai do kinh nghiệm từ mình từ, từ sản xuất mà ra. Thứ ba nữa là do đọc sách báo và thu nhập hàng năm thì thu nhập hàng năm thì hai năm lại đây thì cây cam quýt thì cho thu hoạch là vì dịch bệnh nên là rất là thu nhập là không được cao được khoảng ba bốn trăm triệu một năm còn như cái chăn nuôi này thì mỗi năm như chăn nuôi lợn này thì được, được hơn trăm triệu một năm cứ tính khái là tính như thế thôi lãi tiền lãi còn chăn nuôi châu bò kia bán đi mỗi năm thì được lãi khoảng hai trăm triệu một năm Hàng năm vườn cây ăn quả sau khi trừ chi phí thu về hơn 600 triệu đồng. Kinh tế ổn định, chị Mai xây thêm chuồng nuôi các loại gia cầm và 11 con trâu vỗ béo và sinh sản, 40 con lợn theo hình thức gối đàn sinh sản và nuôi thực phẩm. Từ lượng phân trâu dồi dào, chị nuôi ruồn quế làm thức ăn cho gà và làm phân bón cho cây trồng. Tận dụng nguồn nước khe, gia đình chị Mai đào ao với diện tích mặt nước 7.000m2, nuôi cá chám, chép, rô phi. Không chỉ làm giàu cho riêng mình Chị Mai còn tạo việc làm mùa vụ chưa trên 35 người, tạo việc làm thường xuyên có thu nhập ổn định cho 8 người, giúp đỡ 20 người khó khăn về vốn, kiến thức kinh doanh. À, về hội viên nông dân là Nguyễn Thị Mai thuộc tri hội nông dân tổ 17 phường Sông Cầu, thì à, trong thời gian vừa qua là hội viên là rất tích cực học hỏi, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư à, về cái mô hình chăn nuôi tổng hợp này, Đấy, là tạo được nhiều công an việc làm cho nhiều lao động tại địa phương cũng như gia đình và có thu nhập rất là ổn định. Bản thân chị Mai còn chủ động tham gia các lớp tập huấn, học nghề, tham quan học tập những cách làm hay để đầu tư và canh tác, kinh doanh đạt hiệu quả và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, ủng hộ các loại quỹ của tổ dân phố, địa phương phát động. Năm 2020, chị Nguyễn Thị Mai được Hội nông dân tỉnh Bắc Cạn công nhận đạt danh hiệu hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Thưa quý vị, thành phố Bắc Cạn hiện có gần 20 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, trong đó có hợp tác xã Văn Quyến, xã Dương Quang đang hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Nhìn nhóm ý tưởng thành lập mô hình sản xuất hạt cườm từ năm 2007, anh Chu Kế Kiên, phó giám đốc hợp tác xã Văn Quyến đã quyết tâm tới làng nghề ở Thường Tín, Hà Tây Cũ, học hỏi quy trình sản xuất hạt cườm. Sau 2 năm chuẩn bị về cơ sở vật chất, vừa học hỏi kinh nghiệm, cộng với sự chăm chỉ, cần cù chịu khó, cơ sở sản xuất hạt cườm gỗ của vợ chồng anh Kiên đã nhanh chóng hình thành, mang lại hiệu quả kinh tế. Tiêu thụ thì bây giờ hàng thì xuất về đi về Hà Tây cũ. Nguyên liệu thì chủ yếu là rừng tự trồng như keo, mỡ, bồ đề. Rồi là những cái những cái cây nhãn cũng làm được cái nguyên liệu đấy thì đa số nhập là những toàn ở trong xã, xong là ngoài xã một tí đấy bởi vì là không vứt một cái gì cả từ cái mùn rồi đến những cái vỏ gõ ra thì cũng bán thành củ được. Những năm đầu, vợ chồng anh chủ yếu tự làm. Dần dần thấy bà con trong thôn có nhu cầu việc làm, vợ chồng anh thuê thêm nhân công, mở thêm cơ sở ở các địa phương khác trong tỉnh. Đến năm 2019, với sự động viên của chính quyền địa phương, anh thành lập hợp tác xã Văn Quyến với ngành nghề chính là sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hạt cườm từ gỗ như đệm ghế ô tô, mảnh cửa, chiếu. Đến nay, hợp tác xã Văn Quyến đã mở rộng được 8 điểm sản xuất trên địa bàn tỉnh như Dương Quang, thành phố Bắc Cạn, Đôn Phong, Dương Phong, Quân Hà, Bạch Thông, thị trấn Đà Phạc, Ngân Sơn. Hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Còn nào cũng tôi lâu rồi đấy. À có khi em đến hàng năm sáu năm rồi đó Ờ. À. bà thấy công việc thì như bọn bà thì ngồi ở trong này thì nó mát thì cũng bình thường thôi nhưng mà chỉ có chủ là nó phải tìm gỗ nhìn ra là cũng vất vả trước chưa làm thì làm ruộng thôi nhưng bây giờ già yếu rồi là không làm được ruộng nữa thì làm cái này được bốn chục cân thì bốn chục nghìn Hợp tác xã tận dụng thu mua các loại gỗ thông, mỡ, bồ đề của người dân địa phương để sản xuất hạt gườm. Hợp tác xã liên tục có đơn hàng, nhiều khi còn phải tăng ca để cung ứng đủ lượng hàng cho đối tác. Hiện tại mỗi cơ sở sản xuất duy trì khoảng 10 lao động có việc làm thường xuyên. Mỗi năm, hợp tác xã tiêu thụ được khoảng 200 đến 300 mét khối gỗ mỡ, thông, bồ đề, trung bình mỗi tháng sản xuất khoảng 1,5 tấn hạt gườm, cung cấp cho các doanh nghiệp tại các tỉnh thành phố như Nam Định, Hà Nội, Thái Nguyên doanh thu mỗi năm của hợp tác xã đạt gần 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, diện tích mặt bằng của hợp tác xã chỉ rộng khoảng 40 m2, không đáp ứng được nhu cầu sản phẩm cho thị trường. Sản phẩm sản xuất ra chỉ dừng ở công đoạn làm thành hạt để đan thành các sản phẩm dèm, mảnh đệm ô tô thì hợp tác xã vẫn phải thuê thợ ở Hà Nội làm nên giá trị kinh tế thu về không cao, chưa tận dụng hết năng lực của các thành viên và nhân công địa phương để phát triển hiệu quả, hợp tác xã đang rất cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện của nhà nước trong việc tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi để mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm máy móc, học nâng cao kỹ thuật đàn hạt. Thời gian tới, hợp tác xã dự định mở rộng nhà xưởng rộng hơn 1.500 m2, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, tăng thu nhập cho thành viên, góp phần cùng địa phương thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quý vị khán giả vừa xem xong trang truyền hình thành phố Bắc Cạn phát trên sóng truyền hình của đài phát thanh và truyền hình bắc cạn cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại